Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Đời sống nghệ thuật của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đoàn Bổng là tên tuổi nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam. Trong gia tài âm nhạc của mình, ông dành nhiều thời gian, tình cảm để viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bằng tình yêu và sự kính trọng, các tác phẩm của ông viết về Bác đều mang một dấu ấn rất đặc biệt. Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Đời sống nghệ thuật tuần này xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những ca khúc này. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình, mời quý vị điểm qua những hoạt động văn hóa nổi bật tuần vừa qua. Vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi nhiếp ảnh thường niên do Vương quốc Anh tổ chức đã công bố kết quả các giải thưởng. Tại cuộc thi, nhà báo Việt Văn, báo Lao động đã giành giải nhất hạng mục Street Food, ẩm thực đường phố. Cuộc thi nhiếp ảnh thường niên do Vương quốc Anh tổ chức từ năm 2011, tập trung vào các tác phẩm ghi lại nhịp sống văn hóa ẩm thực nhiều nơi trên thế giới. Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 10.500 tác phẩm ảnh đến từ 70 quốc gia trên thế giới. Tác phẩm thưởng thức của nhà báo Việt Văn được chụp tại phố cổ Hội An, một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam, không chỉ nhờ phong cảnh, văn hóa, mà còn nhờ ẩm thực phong phú, đa dạng. Nhiều tác phẩm khác của Việt Nam cũng được vinh danh ở giải thưởng này như Bữa cơm mùa đông của Nguyễn Hữu Thông, Lưới cá của Nguyễn Phước Hoài. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn vào vòng chung kết sẽ được triển lãm tại Bridgestone, Vương quốc Anh từ ngày 22 tháng 11 đến hết ngày 22 tháng 12 năm 2021. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1941, ngày 15 tháng 5 năm 2021, nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt và tái bản hình thức mới 21 ấn phẩm về truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Điểm đặc biệt trong loạt ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là những tác phẩm tranh truyện màu được kể lại xúc tích, ngắn gọn, được đầu tư công phu về mỹ thuật, phù hợp với tâm lý tiếp nhận của lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Những ấn phẩm kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành giúp các em thiếu nhi hiểu thêm những trang sử vẻ vang của đội, về những đội viên đầu tiên của đội ta, về những gương đội viên thiếu niên anh hùng là tấm gương sáng về sự thông minh, nhanh trí, quả cảm, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, góp phần vào sự nghiệp cách mạng bảo vệ Tổ quốc. Vừa qua, vở kịch nói Edip làm vua của nhà viết kịch Sophocles đã được Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội dàn dựng. Edip làm vua tập trung khai thác bi kịch của nhân vật Edip trong quá trình đối mặt và quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau lời nguyền của thần linh rằng ông sẽ phạm phải tội giết cha và lấy mẹ. Các vai diễn đều do sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đảm nhiệm. Tác phẩm được dàn dựng bằng phong cách hiện đại bởi đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Bùi Như Lai với lời thoại được biên tập ngắn gọn, tiết tấu được đẩy nhanh, phù hợp với hơi thở của cuộc sống hiện nay. Với những dàn cảnh sử dụng nhiều ngôn ngữ hình thể giúp cho vở diễn sinh động và khác lạ so với kịch bản gốc. Edip vua cũng như là những nhân vật xung quanh Edip vua thì cần một sự trải nghiệm rất lớn. Cái trải nghiệm ở đây không phải là về tuổi tác đâu, mà nó là về nhận thức xã hội cũng như là về cái kiến thức nền. Thế thì cái sự khó khăn ở đây phải trang bị cho các em những cái sự tưởng tượng, trang bị cho các em một cái nền kiến thức văn hóa kéo dài từ cổ đại Hy Lạp cho tới bây giờ, để làm sao đấy các em hình dung ra được cái câu chuyện, hình dung ra được hành động của câu chuyện kịch, và làm sao lột tả được, sống được cùng với cái hành động ấy. Họ tự tìm hiểu cộng với cái quá trình mà thầy trò trao đổi với nhau thì họ đã làm được cái điều mà tôi muốn. Đây là lần đầu tiên Edip làm vua được dàn dựng thành vở kịch nói trọn vẹn tại Việt Nam. Vở kịch sẽ tham gia liên hoan các trường đào tạo nghệ thuật sân khấu châu Á lần thứ 6 năm 2021 tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào cuối tháng 5 bằng hình thức online. Hiếm có một vị lãnh tụ của một quốc gia dân tộc nào lại đi vào đời sống văn hóa nghệ thuật đậm nét như Chủ tịch Hồ Chí Minh. 131 năm qua, hôm nay và mãi về sau, hình tượng của người vẫn luôn là ngọn nguồn cảm xúc, là cảm hứng sáng tạo bất tận đối với văn nghệ sĩ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, hàng chục năm qua, rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật về hình tượng Bác Hồ đã được sáng tác và phổ biến, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong suốt những năm qua, kể từ ngày Bác chúng ta còn sống và đến khi Bác đi xa, nhưng mà liên tục các văn nghệ sĩ đều luôn luôn sáng tác những cái tác phẩm văn học nghệ thuật, thơ ca,
rồi tất cả các cái tác phẩm dành cho người luôn luôn không ngừng nghỉ. Và cho đến nay thì chúng ta, thế hệ trẻ chúng ta vẫn tiếp tục sáng tác và thông qua những cái tác phẩm của mình để làm sao mà ca ngợi và làm sao giúp cho nhân dân Việt Nam hiểu thêm và có thể học tập được cái tư tưởng, đạo đức và phong cách của một vị lãnh tụ thiên tài như hết sức giản dị như Hồ Chí Minh. Trong mỗi loại hình văn học nghệ thuật, hình tượng Bác Hồ lung linh một vẻ đẹp rạng ngời. Vẻ đẹp đó ánh lên từ cốt cách cao cả, đẹp từ trong tâm hồn con người vĩ đại chưa một ngày nghĩ đến lợi ích riêng tư. Với riêng nhà thơ Trần Đăng Khoa, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã có rất nhiều bài thơ về vị cha già kính yêu của dân tộc. Đến nay khi đã làm công tác quản lý, hình tượng Bác Hồ vẫn luôn là nguồn cảm hứng và không bao giờ vơi cạn. Ông vẫn luôn dành tình cảm, sự tâm huyết về bút lực để viết tiếp về người. Tất cả các loại hình, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, báo chí, hội họa, điêu khắc, điện ảnh, rất nhiều. Và cũng đã có nhiều tác phẩm đặc sắc về Bác Hồ của các tác giả cả trong nước và thế giới. Có thể nói là đây là một cái đề tài lớn và hầu như chạm đến Bác ấy, thì những sáng tác đều rất hay. Đấy là một điều khá đặc biệt. Với nghệ thuật tạo hình nhớ về Bác, không chỉ là tấm lòng tôn kính của người nghệ sĩ mà còn được thể hiện thông qua từng nét vẽ, mảng màu từ những năm 45 của thế kỷ trước dưới bàn tay tài hoa của lớp lớp thế hệ họa sĩ tài danh như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, nhà điêu khắc Nguyễn Thị Kim. Hình tượng Bác Hồ đã in sâu vào trí nhớ của người xem, rất đỗi bình dị, thân thuộc nhưng cũng vô cùng thanh cao, đẹp đẽ. Chính con người của Bác, hình hài của Bác, dung nhan của Bác tạo ra cái vẻ đẹp viên mãn nhất cho cái tiếng nói của giới nghệ sĩ tạo hình Việt Nam. Từ tác phẩm hội họa, tác phẩm đồ họa đến tác phẩm điêu khắc, rõ ràng trong cái cảm xúc về lãnh tụ đối với giới nghệ sĩ thì dường như Bác đã thu hút người ta. Có thể khẳng định hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và sẽ mãi tồn tại trong lòng dân tộc, trong trái tim của các nghệ sĩ nhiều thế hệ, luôn là niềm cảm hứng trong sáng tác của các nghệ sĩ Việt Nam. Hình ảnh của người luôn tạo động lực to lớn cho lớp lớp các nghệ sĩ cống hiến tài năng của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua, đã có hàng trăm bài hát ca ngợi về Bác Hồ. Rất nhiều trong số đó được yêu thích và phổ biến rộng rãi trong công chúng và trở thành máu thịt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam. Nhạc sĩ Đoàn Bổng cũng không là ngoại lệ. Trong gia tài sáng tác đồ sộ của mình, ông đã sáng tác rất nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ hình tượng của Bác Hồ. Với 7 ca khúc được đông đảo khán thính giả biết đến, cho đến lúc này cũng đủ giúp ông đứng vào hàng ngũ những nhạc sĩ có nhiều tác phẩm về Bác Hồ nhất. Từ nhỏ tôi đã rất may mắn được gặp Bác. Thì cái hình ảnh ấy, nó in sâu vào trong lòng. Đấy. Và đặc biệt những ngày Bác mất, đấy, thì tôi thấy là một cái không khí toàn dân rất là đau thương. Tôi cứ thế là tôi khóc. Thế mà ngay sau đó thì tôi viết cái bài Tên Bác Hồ, tên của thế kỷ 20. Nhưng sau này, một thời gian sau thì tôi thấy cái đầu đề nó dài. Tôi sửa lại cái đầu đề. Tức là Việt Nam rạng rỡ tên người. Đó là cái bài mà đầu tiên được viết về Bác. Kèm theo đó là một số ca khúc khác viết về Bác Hồ. Thì những cái bài hát đó hiện nay là rất vinh dự được Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ cái bản chép tay của tôi. Trong hơn 300 sáng tác cùng với chủ đề về quê hương, đất nước, hình tượng Bác Hồ trong các sáng tác của mình đã giúp con đường sáng tạo nghệ thuật của nhạc sĩ Đoàn Bổng trở nên hoàn chỉnh. Hơn 50 năm trải lòng mình trên những nốt nhạc,
viết về người vẫn luôn là nỗi trăn trở, niềm thôi thúc hào hứng đối với người nhạc sĩ năm nay gần 80 tuổi. Tôi nghĩ là cái tình cảm của người dân Việt Nam nói chung và văn nghệ sĩ chúng tôi nói riêng thì đối với bác, ai cũng kính trọng, yêu quý bác. Bản thân tôi, ví dụ như là tôi rất giàu cảm xúc, cho nên trước cái hình ảnh ấy, những cái việc làm của bác, những cái sự chỉ giáo của bác thì chúng tôi thấy là rất là chí lý. Thì tôi đã gửi gắm trong một số cái suy nghĩ đó trong những cái ca khúc mà viết về bác. Viết về bác, các tác phẩm của nhạc sĩ Đoàn Bổng có khuynh hướng bớt đi phần ca ngợi theo kiểu trang nghiêm, có màu sắc thánh ca mà thiên về việc bộc lộ tình cảm quyết tâm của chính tác giả cũng như của toàn dân tộc, thực hiện lời dạy và noi theo phẩm cách lớn lao của người. Hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong tác phẩm của ông rất giản dị, gần gũi, thân thương nhưng vô cùng cao quý. Viết về bác của một tác giả thì cũng có nhiều người viết cũng nhiều. Đoàn Bổng là một trong số những nhạc sĩ viết được nhiều bài về bác. Thì nó cũng đương nhiên là với cái cảm xúc, với tính cách Đoàn Bổng, với con người Đoàn Bổng. Với cái cảm xúc ấy thì Đoàn Bổng viết được nhiều là cái đúng thôi. Mặc dù Bác Hồ ca ngợi bao nhiêu cũng chưa đủ. Thế nhưng mà riêng với giai điệu và âm nhạc của nhạc sĩ Đoàn Bổng, mỗi khi chúng ta được nghe thì thấy ở đấy là một cái sự tìm tòi, một cái sự phát hiện về chân dung của Bác Hồ và đưa đến cho công chúng để công chúng càng ngày càng kính trọng và biết ơn Bác Hồ hơn. Nhạc sĩ Đoàn Bổng còn có một cái mà các nhạc sĩ khác có thể cũng chưa có được, đó là nhạc sĩ Đoàn Bổng còn là một nhà thơ. Cho nên khi đã là thơ thì bao giờ nó cũng chắc lọc. Nhạc sĩ Đoàn Bổng đã chọn lọc những cái gì tinh túy nhất của thi ca và đưa vào trong đó. Ví dụ những cái bài hát như là Thế Giới Hát Về Người chẳng hạn, Hồ Chí Minh Ngọn Cờ Hòa Bình, chúng ta hát lên thấy nó có cái chất thơ ở trong ấy. Giai điệu nó mộc mạc nhưng nó lại đầy chất thơ và nó đi vào lòng người. Đoàn Bổng luôn cố gắng chọn cho mình một lối đi riêng, mà ở đó âm nhạc của ông cất lên lúc nhẹ nhàng tha thiết nhưng cũng đầy tự hào. Với ca khúc Từ Làng Sen Con Hát Tên Người, hình ảnh Bác Hồ đi qua câu dân ca ngọt ngào sâu lắng nhưng vẫn nghiêm trang thành kính. Từ làng sen con hát Hồ Chí Minh, nhân dân năm châu đến bên người, nhân dân năm châu kính yêu người. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Các nhạc sĩ bậc đàn anh tiền bối, các vị đã viết rất nhiều cái bài về Bác Hồ, có thể nói là rất hay. Thì tôi nghĩ là nếu mà mình viết theo cái lối viết đó, và như thế là tự nhiên tôi đi theo một cái lối mòn, thì tác phẩm của tôi nó không bao giờ đứng lên được. Do đó tôi quyết định là phải viết một cái phong cách mới, tức là nó gần gũi với lớp trẻ, lớp thanh niên. Ba cái bài hát, đặc biệt là bài Từ Làng Sen Có Hát Tên Người, bài Hát Về Người, rồi Hồ Chí Minh Ngọn Cờ Hòa Bình, là ba cái tác phẩm tôi viết theo một cái phong cách nhạc nhẹ. Đấy. Một cái bài hát nó mang cái ý nghĩa sâu sắc nhưng mà nó lại mang cái tiết tấu tươi trẻ để nó phù hợp hơn với các cái bạn trẻ bây giờ, các bạn thanh niên. Ca khúc Hát Về Người lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Cảm hứng sáng tạo đôi khi chỉ bắt nguồn từ một câu thơ, một hình ảnh nào đó lướt qua tầm mắt. Với ca khúc này, người nghe có cảm giác như là bác vẫn còn ở bên ta, giữa lòng dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong rừng xây, trong ngục tù và trong
Hát về người cũng là ca khúc làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ, trong đó ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Dương Minh Đức thể hiện ca khúc khi còn là sinh viên của trường nhạc. Giọng ca tenor trữ tình, khỏe khoắn của ông đã chấp cánh cho ca khúc này đến gần hơn với đông đảo công chúng yêu nhạc. Sau hơn 40 năm ngày ra đời, ca khúc vẫn còn sức sống lâu bền trong lòng khán thính giả. Năm 80 thì cái năm cuối của sinh viên của trường âm nhạc Việt Nam, nó có một cái hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ nhất. Có một hôm ấy, thì là mà nghe một bạn học sinh hát một cái bài rất mới, hát về người. Thì tôi nghe tôi thấy cũng rất hay. Mà sau đấy tôi hỏi đi tìm hiểu thì là thấy là bài đấy là sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Bổng. Thế thì sau đấy bài về thì tôi cũng cứ tập và sau khi đi thi thì đoạt huy chương vàng của chuyên nghiệp. Cái suy nghĩ của nhạc sĩ nó hơi khác, và chính vì vậy mà những tác phẩm của ông ấy mới đầu thì có thể mọi người cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà càng hát thì người ta càng hiểu, và càng hát người ta càng thấy là nó là rất là sâu sắc, và từ cái đấy thì người ta càng yêu nhạc sĩ Đoàn Bổng hơn. Từ những ca khúc đầu tiên khi còn là một thanh niên yêu nước với lòng ngưỡng mộ và niềm kính trọng vô bờ dành cho Bác, cho đến những tác phẩm sau này, mỗi ca khúc đều mang một dáng vẻ riêng không hề trộn lẫn. Để làm được điều đó, người nhạc sĩ không chỉ cần con mắt thẩm mỹ, tài năng trong sáng tạo, mà còn cần có một trái tim thiết tha nhất cho vị cha già của dân tộc. Ca khúc Hồ Chí Minh Ngọn Cờ Hòa Bình đã nói lên điều đó. Ở đâu trong chiến tranh hạt nhân, ở đó có ngọn cờ Hồ Chí Minh. Ở đâu đấu tranh vì độc lập tự do, ở đó có ngọn cờ Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh ngọn cờ hòa bình, Hồ Chí Minh ngọn cờ hòa bình. Ngày đó thì ông Romesh Chandra, ông là chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới, ông là người Ấn Độ. Đấy, và sang thăm Việt Nam và được Chủ tịch nước Trường Chinh tiếp đón. Đấy, và ông có phát biểu và được ghi lại trên báo Nhân dân là ở bất kỳ nơi nào nhân dân đang đấu tranh cho tự do và độc lập, tại đó ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh phấp phới bay cao. Ở bất kỳ nơi nào nhân dân đang đấu tranh chống chiến tranh hạt nhân, thì tại đó ngọn cờ của Chủ tịch phấp phới bay cao. Thì tôi cho là ông là một người nước ngoài, nhưng ông có cái đánh giá, ông nhận định về Bác thì tôi nói tuyệt vời. Và sau khi tôi đọc cái bài báo đó thì tôi thấy ứa nước mắt, và lập tức ngay sau đó một hai tiếng đồng hồ tôi đã hoàn thành cái bài hát Hồ Chí Minh Ngọn Cờ Hòa Bình dựa trên cái lời phát biểu của ông Romesh Chandra. Để lựa chọn trong số những tác phẩm về Bác của nhạc sĩ Đoàn Bổng, ca khúc hay nhất thì có lẽ rất khó, bởi ca khúc nào cũng thấm đẫm tình yêu với ca từ giản dị cùng điệu nhạc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, sâu lắng, khái quát được hình tượng của Bác, người cả cuộc đời hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Với tình yêu đó, chắc chắn trong tương lai, ông sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm hay về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, bởi người luôn là nguồn cảm hứng dồi dào vô tận của ông. Những ngày này, có nhiều tác giả cũng có những bài viết về Bác Hồ rất hay. Ngoài bản thân tôi cũng rất là mong muốn có nhiều cái tác giả cùng tôi đóng góp thêm những cái ca khúc viết về Bác Hồ để nhắc nhở chúng ta, trong xã hội chúng ta làm những cái điều tốt và theo cái lời chỉ dạy, chỉ giáo của Bác, để đất nước chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng giàu đẹp hơn. Nhiều lần lọt vào danh sách trao tặng các giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật cho những đóng góp của mình với âm nhạc Việt Nam, nhất là mảng ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng cho đến nay, niềm vui đó vẫn chưa thành hiện thực. Điều đó có lẽ không còn quá quan trọng, bởi đối với người nghệ sĩ tài danh Đoàn Bổng, điều ông vui và hạnh phúc nhất là khi những ca khúc của ông viết về quê hương, đất nước, viết về Bác Hồ còn vang mãi trong bạn bè và trong lòng người dân Việt Nam. Ở đâu có Hồ Chí Minh, ở đó có ngọn cờ hòa bình, ở đâu trong
không chiến tranh hạt nhân. Ở đó có ngọn cờ Hồ Chí Minh, ở đâu đấu tranh vì độc lập tự do.